Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều tối ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 11 tháng 2 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch chiều tối ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này, giá vàng trên thị trường thế giới tăng nhẹ, đứng quanh mức 1.865 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ khép lại tuần này bằng một phiên tăng mạnh với tỷ lệ tăng là 0,38%, đứng quanh mức 103,578 điểm. Đối với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tăng nhẹ, giao dịch ở mức 21.600 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm khép lại tuần này cũng bằng một phiên tăng mạnh với tỷ lệ tăng là hơn 2%, giao dịch ở mức 3,742% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô cũng khép lại tuần bằng một phiên tăng mạnh, mỗi thùng dầu thô hiện tại đang đứng quanh mức 79,800 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới trong tuần tới được giới chuyên gia cảnh báo trong xu hướng giảm. Cụ thể, với tâm lý trên thị trường vàng đã nhanh chóng xấu đi khi mà giá kết thúc tuần thứ hai dưới ngưỡng 1.900 đô la Mỹ trên một ounce. Tuy nhiên, trong khi giá dự kiến sẽ giảm xuống, nhiều nhà đầu tư vẫn coi khả năng giảm giá là một cơ hội để mua vào. Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của hãng tin Kiko News cho thấy các chuyên gia phân tích đang dự đoán giá vàng sẽ giảm trong ngắn hạn, trong khi tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư bán lẻ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 10 năm 2022. Nhìn chung thì phản ứng tiêu cực của thị trường đối với việc giá vàng giảm xuống dưới 1.900 đô la Mỹ trên một ounce vào thứ sáu tuần trước tiếp tục gây áp lực lên thị trường tuần này. Người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại ngân hàng Saxo, ông Oleasen nói và thêm rằng ông trung lập với vàng, xu hướng sắp tới của vàng là hên xui như chơi tung đồng xu. Trong khi đó thì chuyên gia phân tích kỹ thuật cấp cao tại Bacha, ông Darren Newsom, nói rằng giá vàng có thể diễn biến khá thú vị trong tuần tới. Ông lưu ý rằng kim loại quý có đà sụt giảm nhưng đang bị quá bán trong ngắn hạn. Ông nói thêm rằng triển vọng kỹ thuật ngắn hạn chỉ ra mức hỗ trợ sẽ thử thách ở vùng 1.823 đô la Mỹ trên một ounce. Tuần này, trong số 19 chuyên gia phân tích tham gia cuộc khảo sát về vàng của Kiko News thì có đến 9 chuyên gia tương đương 47% cho rằng giá vàng sẽ giảm trong thời gian tới. 2 chuyên gia tương đương 11% cho rằng giá sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 8 chuyên gia còn lại tương đương 42% cho rằng giá sẽ đi ngang. Trong khi đó, với 733 người tham gia thăm dò trực tuyến, có 324 người tương đương 44% kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 274 người khác tương đương 37% nói rằng giá sẽ thấp hơn, trong khi 135 người còn lại tương đương 18% trung lập với vàng trong thời gian tới. Theo một số chuyên gia phân tích thì áp lực bán vẫn tiếp tục khi mà các thành viên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed nhắc lại lập trường diều hâu của họ về lãi suất. Một số người nói rằng họ kỳ vọng lãi suất của Fed sẽ đạt đỉnh trên 5% trước khi mà họ có thể chế ngự lạm phát. Vào thứ ba tuần trước, trong cuộc trò chuyện với David Rubenstein tại câu lạc bộ kinh tế Washington, chủ tịch Fed ông Jerome Powell đã nói rằng mặc dù ông nhận thấy các dấu hiệu lạm phát hạ nhiệt, nhưng chính sách tiền tệ sẽ phải duy trì khả năng kiềm chế trong một thời gian nữa. Với những bình luận này thì một số chuyên gia phân tích cho rằng cuộc chiến chống lạm phát có thể gây ra tác động tiêu cực với giá vàng và lạm phát sẽ cần giảm đáng kể so với dự kiến để đảo ngược sự điều chỉnh của giá vàng hiện tại. Chỉ số giá tiêu dùng hay còn gọi là CPI được công bố trong tuần tới, nếu vẫn neo cao sẽ là một rủi ro lớn đối với vàng và chỉ số CPI thấp hơn sẽ là tích cực với vàng. Chiến lược gia tiền tệ trưởng tại Forex Line Adam Burton nói và dự đoán rằng giá vàng sẽ giảm trong tuần tới. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Đến phiên chiều tối ngày hôm nay thì giá vàng miếng SJC trong nước thì vẫn duy trì xuống tăng giảm đan xen, còn với vàng nhẫn bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì duy trì xuống tăng nhẹ. Cụ thể, với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 66,60 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 67,42 triệu đồng trên một lượng, tăng 100.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Với giá vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 66,60 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 67,40 triệu đồng trên một lượng, tăng 100.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán. Với giá vàng nhẫn bột số 9 tại công ty này, mua vào mức 53,90 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 54,80 triệu đồng trên lượng, tăng 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên chiều tối nay, phần cuối cùng của bản tin này sẽ là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch này. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng. Mua vào 6.660.000, bán ra 6.740.000, tăng 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là tăng 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán.
Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang là 800.000 đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 6.660.000, bán ra 6.742.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và bán ra. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.650.000, bán ra 6.730.000, giảm 50.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Với PNG Hà Nội, PNG Hồ Chí Minh không có thay đổi. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 6.650.000, bán ra 6.730.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Với Doji Hà Nội, Doji Hồ Chí Minh thì không có thay đổi. Phú Quý SCC mua vào 6.655.000, bán ra 6.735.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.660.000, bán ra 6.735.000, tăng 8.000 ở chiều mua, tăng 7.000 ở chiều bán. My Hồng SGC mua vào 6.670.000, bán ra 6.730.000, giảm 10.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có thay đổi. Tiếp theo sẽ là giá vàng STC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.660.000, bán ra 6.720.000. Ngân hàng SCB mua vào 6.580.000, bán ra 6.740.000. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6.650.000, bán ra 6.730.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.650.000, bán ra 6.732.000. Tiếp theo sẽ là giá vàng STC một số tỉnh thành phố khác, hiện tại tăng 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là tăng 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 800.000 cho đến 820.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 6.660.000, bán ra 6.742.000. STC Huế mua vào 6.657.000, bán ra 6.743.000. STC Bình Phước mua vào 6.658.000, bán ra 6.742.000. STC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.660.000, bán ra 6.740.000. STC Long Xuyên mua vào 6.662.000, bán ra 6.745.000. STC Bạc Liêu mua vào 6.660.000, bán ra 6.742.000. STC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.658.000, bán ra 6.742.000. Cuối cùng là giá nhận bột số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Thời điểm này tăng nhẹ trong khoảng từ 21 đến 50.000 đồng trên một lượng, hay tăng trong khoảng 2.100 cho đến 5.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng. Và thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.390.000, bán ra 5.480.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 5.390.000, bán ra 5.490.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.360.000, bán ra 5.440.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào và bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 5.256.000, bán ra 5.386.000, tăng 4.900 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 18K mua vào 3.895.000, bán ra 4.095.000. Vàng 14K mua vào 2.986.000, bán ra 3.186.000. Vàng 10K mua vào 2.083.000, bán ra 2.283.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.